Thank you.
Vừa rồi là quý vị và các bác là xem con bổ sáu của nhà em tên là Thao, mệnh danh là Thao Cú Gáy trên cái kênh chim Cú Gáy hay của em. Thì đó là những cái hình ảnh thực tế có bản quyền của em. Em hiện đang sinh sống và phát triển ba cơ sở trang trại chim Cú Gáy tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nhà em ngay ở thôn Xuân Hòa, ngay cổng trại đà điểu luôn. Và em cũng có bán con giống đà điểu và chủ yếu là chim gáy. Đó. Đấy, các bác xem rõ là cái hình ảnh đó. Em sẽ chia sẻ với các bác về thông tin của em. Đó, đây là thông tin của em. Thông tin cái logo của em. Đấy, các bác xem và nắm bắt được cái linh hồn của kênh chim Cú Gáy hay của em và cái con người cũng tính cách của em, thông tin của em, số điện thoại, địa chỉ, số tài khoản, kênh, quan điểm. Em xin chúc các bác có được những niềm vui từ những chú chim và nhớ hãy ủng hộ em, đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video ra hàng ngày của em về những cái màu sắc mà em thể hiện trên kênh, đặc biệt là những tiếng chim Cú Gáy có phong cách riêng của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.